Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu túi tỏi hình bé bơ xinh xắn như thế này. Đây là toàn bộ xung quanh phần thân túi ha. Đối với mẫu này thì mình có làm cái phần miệng túi ở phía trước mặt nè. Các bạn có thể nhét tỏi hoặc là một số phụ kiện vào bên trong. Ấn nhẹ là cái miệng túi của mình nó sẽ khóa lại ha. Và mình cũng có trang trí thêm sợi dây và một cái ống hút cho bé bơ của mình thêm xinh xắn hơn. Để làm được mẫu này thì ở đây mình sử dụng len miêu cotton cũng 125g. Sợi len của mình là mác S và chữ đỏ. Độ dày của sợi len nằm trong tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm. Kim móc thì mình sử dụng kim 2 đầu, một đầu số 3 và một đầu số 4. Thì mình sẽ sử dụng đầu số 4 ha. Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng đầu kim 2.5mm. Khi so sánh độ dày của đầu kim với sợi len thì nó sẽ sắp xỉ gần bằng sợi len để mũi móc của mình nó được chắc chắn hơn. Ngoài ra thì mình còn dùng thêm kéo cắt len, kim khâu len và một ít gòn nhồi mình dùng để nhồi vào trong thân của bé bơ. Các bạn cũng có thể sử dụng thêm cho mình một cái cước nhựa như thế này để mình làm cái ống hút ha, trang trí cho cái phần thân túi. Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc cho mình vào vòng tròn vừa tạo này 7 mũi móc đơn. 1 nè, mũi móc đơn thứ 2, mũi móc đơn thứ 3, mũi móc đơn thứ 4, mũi móc đơn thứ 5, mũi móc đơn thứ 6 và mũi móc đơn thứ 7. Khi có được 7 mũi móc đơn liên tiếp, nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Để giúp cho phần thân túi của mình nó không có bị điểm G ở cái điểm kết thúc mỗi vòng thì các bạn sử dụng cho mình một sợi len khác màu, sau đó mình sẽ đưa vào chính giữa của cái đoạn mình vừa móc. Tức là chính giữa của cái mũi móc đơn cuối cùng và mũi móc đơn đầu tiên. Đây là cái điểm đánh dấu kết thúc vòng này ha. Và các bạn sẽ đâm kim vào cái chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Thì như vậy là cái đường mà mình đánh dấu ở đây nè, nó sẽ giúp mình có thể phân biệt được đâu là cái điểm kết thúc của vòng đầu tiên và bắt đầu vòng kế tiếp ha. Thì khi mà cái chân móc đầu tiên mình móc 2 mũi móc đơn rồi, các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại. Mỗi chân móc sẽ móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc cho đến chân cuối cùng. Thì chân thứ 2 móc 2 mũi móc đơn nè. Tiếp tục chân móc thứ 3 cũng móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Tương tự cho chân móc thứ 4, 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Tiếp tục chân móc thứ 5 cũng móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ 6 móc 2 mũi móc đơn. Và chân móc thứ 7 là chân móc cuối cùng cũng móc cho mình 2 mũi móc đơn vào chân cuối cùng này ha. Như vậy là ta kết thúc được vòng móc thứ 2 và nó sẽ có cái số mũi móc gấp đôi so với vòng đầu tiên. Và đến cái điểm mà mình đánh dấu ở đây nè, các bạn sẽ đưa cho mình sợi len ở phía trên xuống phía dưới. Ta đánh dấu được cái điểm kết thúc vòng thứ 2 ha và bắt đầu vòng thứ 3. Thì vòng thứ 3 của mình các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau. Chân móc đầu tiên sẽ móc vào đó cho mình 1 mũi móc đơn. Đây là chân đầu tiên ha. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên, chân thứ 2 sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. 1 và 2. Như vậy là mình sẽ có được cụm móc 1 mũi móc đơn xen kẽ 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì mình sẽ có nè. Chân kế bên 1 mũi móc đơn. Thì chân kế tiếp sẽ là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta sẽ có được cụm thứ 2. Tiếp tục cụm thứ 3. 1 mũi móc đơn vào chân kế bên. 2 mũi móc đơn cùng chân móc vào chân kế tiếp. Ta có được cụm thứ 3 ha. Cụm thứ 4 nè. 1 móc đơn, 2 móc đơn cùng chân móc. Cụm thứ 5 nè. 1 móc đơn, 2 móc đơn cùng chân móc. Tiếp tục là cụm thứ 6. 1 móc đơn, 2 móc đơn cùng chân móc. Còn lại 2 chân móc cuối cùng thì 2 chân móc này mình cũng móc cái cụm thứ 7 ha. Và cụm thứ 7 cũng tương tự nè. 1 móc đơn và 2 móc đơn cùng chân móc nằm ở chân cuối cùng của vòng. Thì như vậy là vòng thứ 3 của mình hoàn tất, tăng được 7 mũi móc so với vòng phía trên.
Thì tiếp tục cái hàng móc thứ tư, các bạn cũng đưa cho mình sợi len từ dưới lên trên nè, là cái sợi len mình vừa đưa xuống á. Bây giờ mình sẽ đưa lên để đánh dấu điểm kết thúc của vòng này và bắt đầu vòng tiếp theo. Thì vòng thứ tư các bạn sẽ dựa cho mình vào vòng thứ ba. Vòng thứ ba của mình có cộng một móc đơn, xen hai móc đơn cùng chân móc. Thì vòng kế tiếp các bạn sẽ tăng cho mình cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân này lên 2 mũi. Tức là mình sẽ có 2 mũi mỗi chân ha. Móc cho mình hai chân đầu tiên mỗi chân là một mũi nè. Khi đã có được hai mũi móc đơn vào hai chân liên tiếp nó nhiều hơn cái hàng phía dưới một mũi rồi thì chân kế tiếp móc hai mũi cùng chân móc. Như vậy là mình sẽ có được cụm móc hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cái chân móc cuối cùng. Thì ta cũng có hai mũi mỗi chân. Tiếp đến sẽ là hai mũi cùng chân móc. Ta có được cụm thứ hai. Cụm thứ ba tương tự, hai mũi mỗi chân. Sau đó sẽ là hai mũi cùng chân móc. Tiếp tục cụm thứ tư, hai mũi mỗi chân, hai mũi cùng chân. Cụm thứ năm nè, hai mũi mỗi chân, hai mũi cùng chân. Tiếp tục cụm thứ sáu, hai mũi mỗi chân và hai mũi cùng chân. Còn cụm thứ bảy cũng là cụm cuối cùng, nó sẽ được móc vào ba chân móc cuối cùng ha. Hai mũi mỗi chân và hai mũi cùng chân, nó sẽ nằm ở chân móc cuối cùng. Như vậy là ta hoàn tất được cái vòng móc thứ tư và cũng tăng được 7 mũi móc, tức là mình sẽ có 7 cụm liên tiếp như thế này. Tiếp tục vòng móc kế tiếp thì cũng tương tự, đưa cho mình sợi len xuống phía dưới để đánh dấu điểm kết thúc ha. Ở vòng móc thứ năm này các bạn cũng làm tương tự cho mình vòng móc thứ tư, tức là mình sẽ dựa vào vòng móc bên trên nó. Vòng móc bên trên của mình có hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân, thì vòng kế tiếp của bạn cũng tăng cho mình số mũi mỗi chân này lên một mũi, tức là ta sẽ có ba mũi mỗi chân. Móc cho mình ba chân liên tiếp nè, chân thứ hai một mũi móc đơn và chân thứ ba một mũi móc đơn. Có được ba mũi móc đơn rồi, chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân móc. Thì như vậy là mình sẽ có được cụm móc ba mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân ha. Các bạn tiếp tục móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Các hàng móc kế tiếp thì cũng dựa cho mình vào hàng móc bên trên nó. Ví dụ như hàng này 3 mũi mỗi chân thì các bạn tiếp tục móc cho mình vòng kế tiếp là 4 mũi mỗi chân, sau đó là 5 mũi mỗi chân, 6 mũi mỗi chân và xen kẽ là 2 mũi cùng chân móc ha. Móc cho đến khi cái vòng tròn này nó vừa với cái kích thước mà các bạn mong muốn là được. Thì hàng này mình có 3 mũi mỗi chân nè. Tiếp tục là 2 mũi cùng chân móc để tạo ra một cụm ha. Tương tự cho mình cho đến hết vòng và thêm nhiều vòng móc. Sau khi đã tăng thêm nhiều vòng móc thì ở đây mình sẽ dừng lại ở hàng móc thứ 6. Ta sẽ có cụm 4 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân. Nó đã có được cái độ rộng như mình mong muốn rồi. Thì tiếp tục cái vòng móc kế tiếp mình sẽ tiến hành móc lên cái phần thân và không tăng mũi. Các bạn cũng đưa cho mình sợi len lên phía trên để đánh dấu. Từ vòng này mình sẽ móc đều không tăng mũi. Các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Lúc này thì mình cứ móc đều và không cần phải tăng mũi nữa nha. Thông thường thì đối với những bạn nào mà tăng mũi thì cái chân kế tiếp mình sẽ tiến hành tăng nè. Còn lúc này mình không tăng nữa thì cứ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc tương tự cho mình cho đến cái chân móc cuối cùng. Khi mình đã móc được đến cái chân móc cuối cùng rồi nè, ta có một hàng không tăng mũi thì tiếp tục đưa cái sợi len xuống dưới đánh dấu điểm kết thúc của vòng này và bắt đầu vòng tiếp theo. Vòng kế tiếp thì cũng làm tương tự, mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tức là lúc này mình sẽ móc xoắn ốc đều ha. Các bạn cứ móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc, móc tương tự cho đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc như vậy nữa. Đến khi nào mà nó đạt được chiều cao như các bạn mong muốn là được ha. Và cứ mỗi lần đến điểm kết thúc vòng thì cứ đưa cho mình sợi len lên xuống để mình đánh dấu điểm kết thúc mỗi vòng nha. Cứ móc đều xoắn ốc mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tương tự cho đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc như vậy nữa. Ở đây khi các bạn móc cho mình khoảng tầm 9 hàng móc đều không tăng mũi nè.
Thì đến cái hàng móc cuối cùng á, các bạn tiếp tục đưa cho mình sợi len ra phía ngoài. Ở cái hàng móc cuối cùng để đạt được chiều cao, để ý ở mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc, thì ta sẽ đâm kim vào cái đường móc nằm bên trong như thế này, cho cái hàng cuối cùng của phần thân ha. Các bạn cứ móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn, và mỗi chân đó đều cắm kim vào cái đường móc bên trong là được, để nó tạo ra một cái đường móc bên ngoài, lát nữa mình sẽ viền lại ha. Móc tương tự cho đến hết vòng. Sau khi móc cho mình được đến cái chân móc cuối cùng là để kết thúc được cái phần thân này nè, ở cái chân móc kế bên, tức là cái chân móc đầu tiên của vòng tiếp theo, các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân móc tiếp theo đó và móc vào cái chân móc thứ hai một mũi dời. Từ đây mình sẽ kéo dài cái sợi len và cắt len. Lúc này sợi len đang nằm ở phía ngoài, dùng kim đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc mình vừa móc mũi dời kết thúc, kéo sợi len ra phía sau và giấu sợi len thừa vào trong mũi móc, ta sẽ hoàn tất được phần thân bên trong như thế này ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái vỏ bên ngoài. Đối với cái phần vỏ phía ngoài, các bạn cũng móc cho mình cái phần đáy tương tự giống như cái phần thân trong nè, nhưng mà nó sẽ nhiều hơn một hàng móc ha. Thì cái phần vỏ ngoài mình sẽ dừng lại ở hàng thứ 7 với 5 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân móc. Thì khi mà mình móc tăng hơn một mũi so với cái phần thân trong, giúp cho cái phần thân ngoài nó sẽ ôm sát với phần thân trong hơn ha. Đây thì phần thân ngoài của mình nó dừng lại ở 5 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân rồi. Thì cái hàng móc kế tiếp mình sẽ không tăng mũi và mình sẽ tạo cái phần mặt. Các bạn tiếp tục đưa sợi len ra phía ngoài. Mình sẽ móc mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được đến cuối vòng móc thì cái phần thân của mình nó sẽ có cái độ sâu lên nè. Nó sẽ giúp cho cái phần thân ngoài nó ôm sát được cái phần thân trong ha. Khi mà mình đưa vào thì nó sẽ nằm gọn bên trong như thế này. Thì bây giờ mình sẽ móc khác cái hàng móc tiếp theo và tạo cái mặt. Đưa cho mình sợi len xuống phía dưới để đánh dấu. Ta cũng móc mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại, và mình sẽ để ý ở cái vòng mà mình tăng cuối cùng của cái phần vỏ nè. Mình có 5 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân. Đây là cụm đầu tiên. Thì lùi lại cho mình thêm một cụm nữa. Tức là các bạn sẽ chừa cho mình ra hai cụm và dùng kim đánh dấu vào cái chân sát cái cụm cuối cùng nha. Giống thẳng lên nè, đánh dấu vào đây. Đây là cái khoảng cách để mình tạo ra mặt ha. Còn lại thì mình cứ móc mỗi chân làm một mũi móc đơn đến cái chân móc mà mình đánh dấu. Khi mình đã móc được đến cái chân móc mà mình đánh dấu rồi nè, thì đây là cái chân mà mình đánh dấu. Các bạn chừa thêm cho mình một chân móc ở phía sau nó nữa. Mình sẽ tháo kim đánh dấu ra và mình sẽ chụm hai cái chân này lại thành một chân, tức là mình sẽ giảm mũi ở đây ha. Thì cách giảm mũi nè, tháo cho mình kim đánh dấu ra. Sau đó ở mỗi chân móc nó cũng có hai đường móc. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái đường móc nằm bên ngoài của cái chân kế cuối nè. Sau đó đồng thời đẩy kim đưa ra phía ngoài và đâm kim vào đường bên ngoài của chân kế tiếp. Trên kim được 3 đường móc kéo qua hai chân trên kim, sau đó kéo qua hai chân trên kim. Như vậy là hai cái chân phía dưới mình chụm lại được thành một mũi bên trên. Tiếp tục móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Cái đầu này mình đã giảm đi được một mũi ha, thì tiếp tục giảm thêm một mũi bằng cách bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn để ta giảm mũi tiếp nè. Sau đó móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái chân móc kết thúc ở đây, đến cái sợi dây kết thúc nha. Đầu này mình đã giảm được hai mũi ha. Khi các bạn đã móc đến cái sợi dây mà mình đánh dấu ở đây rồi thì các bạn tiếp tục lùi cho mình vào một chân nữa. Đây, tức là mình sẽ có hai cái chân móc này mình chụm lại thành một mũi nè. Thì để chụm lại được, đây là mặt ngoài. Mặt ngoài thì mình đâm cái đường móc bên ngoài, còn lúc này khi mà mình đâm mặt trong thì các bạn sẽ đâm cho mình vào cái đường móc nằm phía ngoài nha. Ta sẽ đâm kim vào đường móc kế cuối nè. Sau đó tiếp tục đưa kim, luồn lại và đâm kim từ ngoài vào trong.
Chân kế tiếp là chân cuối cùng luôn, kéo qua hai chân lần thứ nhất và lần thứ hai. Như vậy là đầu này mình đã giảm được một mũi rồi nè. Tiếp tục móc lên một xích và quay ngược đầu móc. Giảm cho mình thêm một mũi ở đầu này nữa để bằng với đầu bên kia, bằng cách bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn. Các chân móc còn lại thì làm tương tự cho đến cuối hàng, mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn. Thì đầu này mình đã giảm đi được hai mũi bằng đầu còn lại rồi ha. Khi đã móc được đến cuối hàng, ở phía dưới mình đã có hai hàng móc và giảm được hai mũi ở mỗi hàng rồi. Thì đến đây cái hàng móc thứ ba mình sẽ không giảm mũi, các bạn sẽ móc luôn cho mình vào chân cuối cùng một mũi móc đơn. Tức là mình sẽ không giảm mũi nữa nha. Móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng kế tiếp thì mình cũng không giảm mũi nữa, các bạn cứ móc đều mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì cái chân đầu tiên mình sẽ móc luôn vào chân đầu tiên nha, không giảm mũi nữa, để giúp cho cái phần mặt của mình nó có cái độ thẳng đi lên nè. Cứ mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Khi đã móc được đến cuối hàng thì cái đầu này mình cũng giảm hai mũi ở hai hàng phía dưới rồi nè. Thì hàng này mình cũng không giảm mũi ha, các bạn sẽ đâm kim luôn cho mình vào chân cuối cùng móc một mũi móc đơn. Móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Thì đầu này mình cũng không giảm mũi nữa, cứ móc đều mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi đạt được tổng hàng móc bằng với phần thân trong. Sau khi đã đạt được tổng số hàng móc bằng với phần thân trong, khi mà mình đưa cái phần thân trong vào nè, còn tầm khoảng 2 hàng móc nữa nó sẽ đạt được cái chiều cao so với phần thân trong khi mà mình luồn vào. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục tăng mũi để mình tạo cái độ bo cho cái phần mặt. Quay ngược đầu móc lại. Hàng này thì mình sẽ móc chân đầu tiên 2 mũi móc đơn để mình tăng mũi. Được hai mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi, các chân còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc tương tự cho mình cho đến chân móc cuối cùng. Khi móc đến cái chân móc cuối cùng thì chân móc cuối cùng cũng móc hai mũi móc đơn để mình tăng mũi ở đầu này ha. Sau đó từ đây các bạn sẽ tiến hành tạo cho mình cái phần mặt bằng cách đếm tổng số mũi móc mà mình có được ở phía dưới này là bao nhiêu mũi. Các bạn sẽ tính từ cái chân sát với cái chân mà mình chụm của cái hàng mà mình tạo mặt nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14. 14 mũi này thì mình sẽ móc tương đương với 14 mũi móc xích từ cái hàng móc mà mình đang tạo ha. Móc lên cho mình 14 mũi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 và 14. Được 14 mũi rồi, các bạn đâm kim cho mình vào chân của cái mũi móc đơn đầu tiên của cái hàng này luôn nè. Móc vào chân đầu tiên một mũi dời. Nhưng mà khi các bạn đâm vào cái chân đầu tiên này, các bạn tiếp tục đưa cho mình cái phần thân trong. Đây là cái sợi len mà mình kết thúc ở phần thân trong ha. Thì mình sẽ đưa vào bên trong nè. Lúc này mình sẽ nẹp cái hàng móc cuối cùng này với cái đường G mà mình có được của phần thân trong nhé. 14 mũi móc xích. Đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên của cái hàng này. Đồng thời các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái đường G cuối cùng. Tức là cái đường G nằm phía sau của cái sợi len thừa á. Cái sợi len mà mình đánh dấu á. Đây. Thì đâm kim vào cái đường G này ha, sau đó móc vào đây một mũi dời. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục mình sẽ tiến hành nẹp phần thân trong vào cái phần vỏ này. Ta tiếp tục đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên của phần vỏ. Và cái đường G đầu tiên của cái phần thân trong nè, tức là cái đường G ở phía trước của cái sợi len á, móc vào đây một mũi móc đơn. Tiếp tục ha, chân kế bên và cái đường G kế tiếp, móc vào một mũi móc đơn.
Tương tự nè, hai chân kế tiếp một mũi móc đơn. Các bạn sẽ nẹp tương tự cho mình cho đến hết hàng. Thì khi mình đã nẹp lại được cho đến cuối hàng móc, đến cái đoạn xích này rồi nè, khi mình đã viền lại được cho đến cái đoạn này rồi thì đến cái hàng xích này nè, mình sẽ tạo cái khoảng để mình có thể luồn cái phụ kiện vào bên trong. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào các cái chân móc xích màu xanh thôi nha. Mỗi chân là một mũi móc đơn thì mình sẽ có 14 mũi móc đơn vào 14 chân móc xích. Móc đơn thứ ba vào chân thứ ba, móc đơn thứ tư vào chân móc thứ tư, móc đơn thứ năm, móc đơn thứ sáu vào chân thứ sáu, móc đơn thứ bảy, móc đơn thứ tám, móc đơn thứ chín, mũi móc đơn thứ 10 vào chân thứ 10, móc đơn thứ 11 vào chân 11, móc đơn thứ 12, móc đơn thứ 13 và mũi móc đơn thứ 14 vào chân cuối cùng, chân 14. Ta sẽ có được cái phần viền này. Kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời, móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được cái khuôn mặt ở phía trước. Và để ý cho mình lúc này cái khuôn mặt của mình nè, cái lớp vỏ ở bên ngoài nó sẽ bị hõm, tức là nó sẽ tạo cái khoảng trống. Đây, cái khoảng trống này nó sẽ không có được đẹp nên mình sẽ viền lại cái phần mặt ha. Tháo cho mình các cái sợi len mà mình đánh dấu nè. Sau đó mình sẽ tiến hành viền lại bằng một hàng mũi dời cho cái phần mặt của mình nó gọn lại, nó không có bị lỏng lẻo ở phía dưới ha. Ta sẽ đâm kim vào một chân móc bất kỳ của cái phần thân dưới, sau đó kéo cái sợi len qua chân móc. Từ đây các bạn đâm kim vào chân kế bên, móc một mũi dời, chân kế tiếp cũng móc một mũi dời. Và lưu ý nè, cái mũi dời các bạn sẽ móc chật tay chứ đừng có móc lỏng tay nha. Cái đường móc của mình nó sẽ khít với lại cái kim móc chứ nó không có hở nhiều. Móc chật tay lại cho cái phần mặt của mình nó gọn lại. Mỗi chân cứ móc một mũi dời nè. Móc đến đây thì mình sẽ có các cái chân móc mà mình móc mũi móc đơn, thì các bạn cũng móc lần lượt cho mình mỗi chân là một mũi dời ha. Đây thì chân này nè, móc một mũi dời vào cái chân đầu tiên này. Tiếp tục làm tương tự cho các chân móc còn lại. Ta cứ dùng mũi dời và móc cho đến hết vòng ha. Đến cái điểm giao giữa phần thân với cái phần mặt ở bên trên nè, thì mình cũng đâm kim vào các cái chân móc xích mà mình tạo ở đây. Các bạn cũng móc cho mình các cái mũi dời, lần lượt móc các cái mũi dời vào các cái chân móc xích ha. Móc tương tự cho mình cho đến cái chân móc mà mình móc đầu tiên của cái phần viền. Đến đây, khi mà mình đã viền được đến cái chân móc kế cuối rồi thì các bạn tiếp tục đâm kim cho mình vào chân cuối cùng, cũng là chân đầu tiên mà mình bắt đầu ha. Sau đó kéo dài cái sợi len và cắt len. Mình sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên, tức là cái chân móc sát bên cái mũi mà mình móc mũi dời đầu tiên á, và đâm kim vào cái đường nằm chính giữa. Sau đó kéo cái sợi len vào trong. Mình sẽ guốc hai cái sợi len lại và giấu len vào trong mũi móc. Thì như vậy là cái phần mặt của mình nó sẽ gọn gàng và ôm sát vào phần thân trong hơn ha. Đây, nó sẽ không có bị hở ở phía dưới nữa. Thì bây giờ mình sẽ tạo cái phần chóp bên trên. Để móc được cái phần chóp thì ta sẽ quay lại phần tăng mũi ở đáy của vỏ. Phần tăng mũi ở đáy của vỏ mình dừng lại ở cái hàng móc thứ 7 với 5 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân. Đây ta có 5 mũi mỗi chân nè, xen 2 mũi cùng chân. Các bạn sẽ đưa cho mình cái số mũi mỗi chân đó lên cái hàng móc đầu tiên. Mình sẽ đâm kim vào đường móc nằm bên trong của cái hàng vỏ nha. Đưa sợi len ra phía sau nè.
đâm kim ở phía sau của sợi len thừa, cũng đâm kim vào đường móc nằm bên trong như thế này. Thì sợi len thừa ha, đâm kim vào cái đường móc nằm bên trong. Đường móc này là đường móc của mũi dời kết thúc cái hàng màu xanh ha. Kéo sợi len qua chân móc, sau đó móc lên một mũi móc xích. Ta sẽ đưa cái số mũi móc ở cái phần đáy nè, 5 mũi mỗi chân, các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi móc đơn vào mỗi chân và đều đâm kim vào đường móc nằm bên trong nha. Mình sẽ có nè, móc đơn đầu tiên vào chân đầu tiên. Khi móc nhớ giấu len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều nha. Móc đơn thứ hai vào chân thứ hai. Móc đơn thứ ba vào chân thứ ba. Móc đơn thứ tư vào chân móc thứ tư. Tiếp tục mũi móc đơn thứ năm. Có được 5 mũi mỗi chân rồi, thay vì ở cái phần đáy phía dưới, cái chân kế tiếp mình tăng mũi 2 mũi móc cùng chân, thì bây giờ hai cái chân móc kế tiếp mình sẽ chụm lại thành một chân ha. Thì cách chụm nè, các bạn cũng đưa kim cho mình vào cái chân móc thứ sáu, đường móc bên trong luôn ha. Sau đó đưa kim vòng ra và đâm kim vào đường thứ bảy. Kéo len qua hai chân màu xanh, sau đó kéo qua hai chân màu trắng. Ta sẽ có được cụm 5 mũi mỗi chân xen hai mũi chụm chân ha. Tiếp tục móc cho mình 5 mũi mỗi chân nè. 2. Móc đơn thứ 3. Móc đơn thứ 4. Móc đơn thứ 5. Có 5 mũi mỗi chân rồi nè, hai chân kế tiếp chụm mũi. Đâm kim vào chân kế bên. Đâm kim vào chân kế tiếp. Kéo qua hai chân xanh, sau đó kéo qua hai chân trắng. Móc tương tự cụm này cho đến cuối vòng. Khi móc đến cuối vòng thì còn lại hai chân cuối cùng, mình cũng chụm mũi qua hai chân màu xanh nè, qua hai chân màu trắng, sau đó đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên của cái hàng màu trắng này, móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc vòng ha. Móc lên một mũi móc xích. Ở vòng móc kế tiếp thì cũng tương tự, ở phía dưới mình tăng mũi móc đơn mỗi chân lên một mũi, thì bây giờ mình sẽ giảm mũi móc đơn lẻ mỗi chân này xuống một mũi ha. Ở đây mình có 5 mũi mỗi chân nè, thì hàng kế tiếp mình sẽ giảm đi một mũi, ta còn 4 mũi mỗi chân. Móc cho mình 4 chân liên tiếp, mỗi chân một mũi móc đơn nè. 1 2 vào chân thứ 2, mũi thứ 3 vào chân thứ 3, mũi thứ 4 vào chân thứ 4. 4 mũi mỗi chân ít hơn cái hàng phía dưới một mũi thì hai chân kế tiếp chụm mũi. Lúc này mình cũng đâm kim vào đường bên ngoài của chân kế cuối, sau đó đưa kim ra phía ngoài vào chân kế tiếp, lần lượt kéo len qua hai chân. Mình sẽ có được cụm 4 mũi mỗi chân xen hai chân chụm mũi. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. 4 mũi mỗi chân. Sau đó là hai chân chụm mũi. Chân chụm mũi thì đâm kim vào đường bên ngoài nha. Tương tự cho đến hết. Móc đến cuối rồi đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời, sau đó móc lên một mũi móc xích. Ở đây mình có hai hàng giảm mũi rồi, thì cách sẽ là một hàng không giảm mũi. Hàng không giảm mũi các bạn cứ móc đều mỗi chân làm một mũi móc đơn. Tức là ở cái phần chóp này mình sẽ có hai hàng giảm, một hàng không xen kẽ ha. Móc tương tự cho đến hết hàng. Khi móc được một hàng không giảm mũi cho đến cuối rồi, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Ta sẽ có xen kẽ hai hàng giảm mũi, một hàng không giảm mũi, thì hàng kế tiếp mình sẽ tiến hành giảm mũi. Và cái hàng giảm mũi này sẽ dựa vào hàng móc gần nhất. Hàng móc giảm mũi gần nhất, tức mình sẽ có 4 mũi mỗi chân xen hai chân chùm mũi nè. Thì mình tiếp tục giảm 4 mũi mỗi chân này, còn 3 mũi mỗi chân. Móc cho mình 3 chân liên tiếp, mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn. Tức là nó sẽ giảm đi một mũi ha. Có 3 mũi mỗi chân rồi, hai chân kế tiếp chụm mũi. Lần lượt đâm kim vào hai đường móc nằm bên ngoài của hai chân. Kéo qua hai chân lần thứ nhất và lần thứ hai. Móc tương tự cho đến cuối, sau đó các bạn tiếp tục móc thêm cho mình một hàng giảm mũi và xen kẽ sẽ là một hàng không giảm mũi ha.
ta sẽ có hai hàng giả mũi xen kẽ một hàng không giả mũi, móc cho đến khi cái phần chóp của mình nó nhỏ như thế này. Thì đến điểm kết thúc này, các bạn sẽ móc lên cho mình một dây móc xích có độ dài vừa đủ để mình có thể đeo vào trong thân người ha. Thì đối với mẫu này mình sẽ móc 90 mũi móc. Khi có được độ dài của sợi dây rồi, các bạn tiếp tục đâm kim vào cái chân móc của cái chân mà mình bắt đầu móc cái sợi xích đó, móc vào đó một mũi dời. Sau đó kéo dài sợi len và cắt len. Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài nha. Kéo sợi len ra nè. Sử dụng cho mình kim khâu và mình xỏ cái sợi len mình vừa có vào trong kim khâu. Lúc này các bạn sẽ bít cho mình cái khoảng mà mình bị chừa ra ở đây nè. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào các đường móc nằm bên ngoài của từng chân móc. Đâm kim luôn vào chân móc mà mình bắt đầu của hàng xích ha. Sau đó guốc mạnh cái sợi len cho cái vòng tròn này nó nhỏ lại. Đây nó sẽ khít lại như thế này. Các bạn có thể tạo một guốc, sau đó mình sẽ giấu cái sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc ở phía dưới. Các bạn có thể giấu vào trong một hàng móc bất kỳ ha. Mình sẽ đâm kim vào các cái đường của mũi đơn nè. Kéo dài cái sợi len để giấu len. Sau đó mình cắt cái sợi len thừa đi. Ta sẽ hoàn tất được cái phần thân của bé bơ như thế này. Để giúp cho cái phần thân túi của mình nó được cứng cáp hơn, các bạn mở cho phần miệng túi ra và mình sẽ nhét cái phần gòn vào bên trong của miệng túi. Các bạn sẽ nhét cho mình cái lượng gòn vừa đủ. Khi mà mình nhét cái ngón tay vào, nó tạo ra một cái khoảng trống vừa đủ để mình có thể để cái phần tỏi vào bên trong. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được một cái túi tỏi bé bơ như thế này. Các bạn cũng có thể tạo cho mình một cái ống hút như thế này để mình có thể trang trí cho phần túi tỏi của mình. Mở phần miệng túi ra và nhét cái phụ kiện vào bên trong nè. Vừa đủ cái khoảng trống để mình nhét phụ kiện vào bên trong ha. Ấn nhẹ là cái miệng túi của mình nó tự động khóa lại. Trang trí cho mình thêm mắt miệng cũng như là đánh má hồng cho túi tỏi của mình thêm xinh xắn hơn. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cái mẫu túi tỏi hình bé bơ hay cũng có thể là ly bơ xinh xắn như thế này. Chúc các bạn thành công!